ở chợ truyền thống thì đa số người ta chỉ xài tiền mặt thôi, cho nên ông xã em đi vô cái cây ATM này để rút tiền nè. Wow, chỗ này ta bán bông đẹp quá. Để ông xã em mua xúc xích. Mình chưa xem nè, mai đi. Wow, một chậu này á, chậu to này là 100.000 nè. 100.000 là tầm khoảng 1.800.000 tiền Việt Nam nha cô chú anh chị, nguyên một chậu to luôn. Chuyện con nó phá ăn gà rán. Cái này là hoa hồng một chậu như vậy nè, một chậu như vậy là 8.000 nha cô. Chuẩn bị 1, 2, 3. Xin chào. Giỏi quá. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube của em nha. Hôm nay ba mẹ con em rủ ông xã của em nữa đi chợ nha cô chú anh chị. Đây nè, bé kiện con em á, nó cầm theo cái xe đẩy để mà đi chợ mình đựng đồ á. Của mẹ. Ừ, của mẹ hả? Ờ, mình đi chợ mình đựng đồ á để cho nó nhẹ cô chú anh chị, khỏi mất công cầm nó nặng. Bây giờ thì mấy mẹ con em sẽ đi chợ quê Hàn Quốc nha. Chợ này á là chợ phiên á cô chú anh chị. 5 ngày như vậy á mình mới có một cái chợ. Nếu như hôm nay em không đi đúng không? Phải đợi 5 ngày sau mình mới có chợ nữa. Cho nên là bây giờ tranh thủ mấy mẹ con em sẽ đi chợ nha. Đi 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 đi. Bỏ lên, để cho nó nằm xuống á. Núp kia nó. Đúng rồi, để xích vô. Rồi, con kiện con lên xe đi. Lên đằng kia kìa. Đi đi, lên xe đi. Đó, bây giờ gia đình em sẽ lên xe để đi thôi. Từ cái chỗ chạy mẹ mở đó mà đi lại tới cái chợ này là tầm khoảng 5 phút. Ở chợ truyền thống thì đa số người ta chỉ xài tiền mặt thôi, cho nên ông xã em đi vô cái cây ATM này để rút tiền nè. Minh nó cũng đòi đi theo nữa kìa. Bây giờ mình đi đậu xe thôi. Con đó mẹ. Ừ, mẹ thấy rồi, quá trời cái miệng Minh nè, Minh nó khoái quá. Minh nó đi chợ là nó khoái dữ lắm. Ngồi xuống đi, hồi đi tới cái ngồi xuống đi con. Ngồi đậu xe rồi đi kiếm cái nha. À ba chui cho nút khô. À ba kiếm chỗ đậu xe. Bả em mẹ. Không phải đâu. Cái này là bả em. Không phải đâu. Cái này là bả em. Không phải đâu. Cái có bả em. Không, ta đánh cái cây nè. Để kiếm chỗ đậu xe mình sẽ lội đi chợ nha. Cái này là bá em. Wow, chỗ này ta bán bông đẹp quá. Ừ, đẹp quá. Đẹp quá, hồi nữa nó mua ít chậu quả hồng về trồng. Đi nè Mina, ca cha Mina. Wow, phía đằng kia có hoa lan nữa kìa. À, chết ít tầm cô kì. Ô, su bác. Bá em nữa. Chị su bác nào nè. Nã chung ốt thì sao chà. Nã chung ốt thì sao chà. Chị cứ mù gấu rồi xin. Nã chung ốt thì sao chà. Rồi, rồi, ai chứ xin cho cung chánh là chung. Nã chung ốt thì sao kia. Cá cha. Ai đây xin chú nè. Cô má xin ta. Tính mua dưa hấu rồi mà nó nặng quá, đến hồi về mới mua mà ông chú ông cắt cho hai đứa hai miếng ăn luôn nè. Cầm gì nè? Con áp thì ta. Đúng rồi. Tại vì mới quen á cho nên là ông chú ông cho hai đứa hai miếng cầm ăn luôn. Để ông xã em mua xúc xích. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. À, mua một bịch này nè với hai bịch chả cá là 9.000. Tự nhiên cái đông người quá trời đông luôn rồi.
đi mua cua kia, sao được cả gì là đây mua cá. Cái ô trên này nè. Cái ô trên này. 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 Cái mua 20.000 cá nha cô chú anh chị. Hai con như vậy là 5.000, bốn con là 10.000. Wow, có dịp bữa tờ kiếm con nè. Wow, sát đây có tiệm bán quà đẹp quá. Con gì bữa tờ? Ship mà nè. Wow, một chậu này á. Chậu to này là 100.000 nè. 100.000 là tầm khoảng 1.800.000 tiền Việt Nam nha cô chú anh chị. Nguyên một chậu to luôn. Wow. Yêu ta ship mà nè. Wow, quá đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn. Này, ở đây là mua cá, người ta cũng mặn sẵn cho mình vậy đó. Mặn xong người ta còn gứa muối lên nữa nè. Con cá này là mình làm chả ăn ngon lắm nè. Rồi ở đây là có thêm con cá nục nữa nè. Nó có cái gai chỗ cái lưng nữa nè. À, mình sợ con cá không? Không sợ con cá hả? À, tù kê nó na chú xèo. Hana nè má đi. Nè. Đúng rồi. Mua cho mẹ chồng em 4 con 10.000, còn 4 con thì để nhà mẹ ruột. Hana ship 3 lần. Khớp tật. Ừ, chồng em nói bất ngờ luôn á, chậu riêng 100.000. Tức bia đó đi bác, mua kêu mít rồi. Mít cho nó. Em ta mua kêu mặn cho chị em mít thì nó thôi. Cảm ơn mấy ta. Cá cha. Xe đó đi theo hợp bác à. Wow, hôm nay ôn xin chăm sao đam mạnh ha. Gì mình muốn cô kia bố đồ. Cá cha. Con nãy cho mình tạc anh chăng sao đồ. À bà tá đâu à. Mố. Xin tá đồ nãy cho mình cha thôi cha. Hôm nay chợ quá trời đông người luôn. Mình đòi đi coi chợ nè. Ơi vô nó nát chi xa đấy nè Kim Min. Ôi có cái con này, con mực này nó sống luôn nè. Wow, nó còn sống luôn nè. Mua con ship không? Ba chị con ship không? Có con ốc nè, cô tông đây nè. Con ốc biển, sầu đai á. Ốc biển. À, ô chí người á. Má chạy được cá chá. Kim Minh nào đi cá. Kim Minh nào đi cá. Kim Minh nó khoái coi mấy con này lắm. Trên bút gì à? Sarista. Kim Minh ba đó. Sarista vậy. Kim Minh nó đứng nó coi kìa. Cá chá. Cá chá đi mua gì hấu. Đi Minh ơi. Cá chá. Ăn cánh đâu kể xúc vô bô đồ khăn ít ta còn. Cá cha tả bách ta cá cha. Mình không chịu về nó gặp mấy quầy bán cá là nó khoái lắm. Đi mua dưa hấu mình nè, đi. Đi qua. Thôi đi. Phu hả bác. Anh thế. Ít ta. Ồ cách ta cách ta. Trời ơi nó thấy con gùi nó thổi. Rồi đi nè. Cá cha miếng nè cá cha. Cá cha đi. Wow hôm nay chợ quá trời đông người luôn. Phải hôm nay thời tiết tốt quá. Không có nắng mà trời mát nữa.
Hai đứa nhỏ nhà em toàn mặc đồ bên Việt Nam mua qua nha. Cái bộ đồ này bên Việt Nam 3 bộ 100 nghìn. Cha, su bác sao rồi cả cha? Canh chân mình cho sao chứ? Nè. Đó. Cái này là ăn trái 15 nghìn nè. Em mua hết trái rồi. Ông xã em đi mua gà chiên cho kiện con nè. Kiện con nó khoái ăn gà rán. Ở đây con có nguyên cái đùi gà luôn. Ở đây là cánh gà. Còn đây là thịt không, người ta đã xắt thịt ra nè. Tù kia xắt xếp. Thắng kệ anh mày á. Ồ, mi nó khoái ăn bắp lắm, đi mua bắp. Ông xã em mua 2 hộp. Một hộp gà như vậy là 5 nghìn. 2 hộp là 10 nghìn. Là một hộp tầm khoảng 90 nghìn tiền Việt Nam nha cô chú anh chị. 2 hộp là 180. Hành nào ở mày á? 3,000 à? 3 trái là 3 nghìn. 7,000 더 주셔야 돼요. Hả? Mấy kè? 2 봉지. 아니, 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 아니. 아, 저 혹시 내 거 혹시 내 2,000원 할까? 그건 5,000원 받았고, 5,000원 받았고. 2 봉지. 그 6,000원, 1,000원 더 받아야 돼. Rồi, đi cá cha. Chẳng cảm ơn. Chẳng cảm ơn, thông nhật cho cái. Hai cái này là 6 nghìn, lần gì ơi, đưa thêm 1 nghìn nữa. À, ông xã em nói để mua thêm trái nữa. Hana tự chú xe. Mà nổi cho nên. Mắt xin người cổ lá chú xe. Nói rồi tôi. Y cơ hay tôi. Mua thêm một trái nữa cô chú anh chị. Trái lên gần chú ta. Bao nhiêu gì này? Trái lên rồi, trái lát trên à, một phân chị. Mua thêm một trái nữa để cho cha mẹ chồng. Giờ kia. À, ọc xú xù chú kia. Cái đây ọc xú xù múc có được cá cha. Nè, cảm ơn mấy ta. Cá cha. Đi Min ơi. Min nó đi đâu ai cũng dởm chứ người ta thấy cưng quá cô chú anh chị. Lộc, ê đi qua cốt sao rồi cả cha? Đi qua. Đi qua. À chị chi. Chẳng mi ở mày á. Hắn kịp phanh cho nên nhé. Cái này là hoa hồng một chậu như vậy nè. Một chậu như vậy là 8 nghìn nha cô chú anh chị. Để em mua 3 chậu. Xe cái chú xe Achashi. Yaki ya. Nè. Ulam. Không có ấm mày á, bạn nên thích được không? Đúng rồi, mang mang sắm cho nên nhé. Mang chứ, mang chứ. Kiêu nên nên chú coi á. Chú có tự không biết nào à? À, cái đó mà hả? Không có hai nào chứ sao? Có cái chậu này màu đỏ đẹp quá, mua thêm chậu nữa. Không cái mà đây mình. Thấy cái bông này đẹp quá, cái mua thêm một chậu nữa nè cô chú anh chị. Cái chậu này là 12 nghìn. Bây giờ đem về nha. Đây là hoa ly nè. Hồi nãy em hỏi chậu bao nhiêu, chậu là được 2 cây 5 nghìn. Nhưng mà nhà có hoa ly rồi nên là không có mua nữa. Cá cha. Cá cha Min nè. Cá cha. Cá cha. Hồi nãy em mua chỗ nào người ta cũng bu lại nhóc chân, lúc mình mua thì không có ai mua hết trơn á. Cái tới mình đi lại mua cái người ta mua quá trời luôn. Đi. Ờ mua rồi đó. Trời ơi chắc là nhà bị ông xã em la nữa quá. Ổng không có cho mua bông hoa của chú anh chị ơi. Ổng nói không có chăm sóc nhưng mà em mê lắm. Rồi về tới nhà bắt đầu chia đồ ra. Cái này đem về cho mẹ chồng với cha chồng. Còn đây. Đây là những chậu hoa lúc nãy em mua được nè. Đông người quá trời nên là quay không gõ. Đó, 3 chậu hoa hồng. Một cái màu vàng, một cái màu cam, một cái màu đỏ. Còn chậu này nè, không biết hoa tên gì nữa nhưng mà thấy to và đẹp quá nên em mua đó. To lắm, cái bàn tay của em nè, nó bự hơn cái bàn tay luôn của chú anh chị thấy chưa.
Hồi nãy ông trước khi đi chợ, ông xã ghé ngân hàng rút hết 100.000 tiền hàng, là tầm khoảng 1.800.000 mà mình đi chợ này kia hết 80.000. Vậy video ngày hôm nay em xin kết thúc ở đây nha cô chú anh chị mình ơi. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video cho gia đình em nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo nữa nha. Bye bye.